đưa con vào đây. Em đưa con vào đây. Hai em đi đâu đây? Bọn em về quê, chỗ về quê ạ. Về chỗ thành phố Hưng Yên. Em có giấy đi đường không? Giấy đi đường mà em không. Chứng minh thư của em có không? Chứng minh thư căn cước, căn cước mà em đang làm mới chưa được cấp. Em có biết cái việc là Hà Nội cấm giãn cách như thế này không? Em biết nhưng mà bây giờ bọn em không còn một đồng nào nữa để bọn em có thể sống được. Bọn em bắt buộc phải về quê ạ. Thế bây giờ hai em đi đường không có một cái gì chứng minh em ở đâu. Em nói thế thì làm sao mà anh tin được? Bây giờ em ăn nghỉ tôm 3 ngày hôm nay rồi mà. Ok, đồng ý là biết là bây giờ tình huống rất là khó khăn. Thế nhưng em phải có một cái giấy tờ gì để chứng minh cái việc em là sinh viên hay là gì đấy. Thế sẻ sinh viên em không có thì em đi đường kiểu gì? Cầm giấy tờ sang điểm bên kia. Cầm sang bên kia để khai báo y tế đi. Nếu mà không chấp hành là còn mệt đấy. Em đừng chống đối rồi nó dở ra đấy. Em có chống đối đâu. Thế anh mời em sang bên này để làm việc. Anh mời em sang. Anh cho bọn em qua. Anh mời hai em xuống xe đi. Thời điểm này mà những hành động không chấp hành của các em là sẽ bị xử lý rất là nặng hơn so với ngày thường đấy. Nhưng mà bọn em là sinh viên mà anh. Anh mời em xuống xe để em chấp hành cái việc kiểm tra với cả các biện pháp kiểm tra y tế. Nhưng mà bọn em có làm sao anh đo nhiệt độ của em này. Thì đi vào kia để khai báo và kiểm tra y tế, sau đó như thế nào thì anh sẽ quyết định tiếp. Thấy là các anh làm khó em. Anh không làm khó các em, anh mời em vào kia để kiểm tra y tế mới có thiết bị để kiểm tra. Cái hoàn cảnh khó khăn của con em trình bày thì bọn anh cũng rất hiểu. Thì bây giờ thế này, thứ nhất là bọn anh sẽ nhắc nhở nhá, để bọn em chấp hành quay về đúng cái nơi phòng trọ. Thứ hai nữa là bọn anh sẽ thôi thì bọn anh sẽ huy động hỗ trợ mọi người ở trong chốt để ủng hộ bọn em để bọn em có thể duy trì cuộc sống. Quay về đi, chờ hết giãn cách rồi các em về quê nhé. Giãn cách thì các em về. Vâng, cảm ơn.